Rất may mắn đấy là lúc đấy là gặp được anh Hiển, chủ tịch của T&T. Thế thì đấy là một người rất là đam mê bóng đá thì mọi người biết hết rồi. Thì anh ấy có nói với tôi là về và em làm lại cái trung tâm đấy đi, anh giúp em. Thế là một cái lòng đam mê đấy thì nó gặp với cái nhiệt huyết của mình nữa, thì mình cảm thấy nó hợp. Thế là tôi quay về và bắt đầu bắt tay với anh ấy để xây dựng lại trung tâm này. Tuần vừa qua, mặc dù là quãng thời gian tất cả các giải đấu tạm nghỉ để đội tuyển Việt Nam tập trung chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022, tuy nhiên, không vì thế mà những chuyển động của bóng đá trong nước kém đi phần sôi động với những diễn biến từ Sông Lam Nghệ An. Thông tin đội bóng xứ Nghệ có nhà tài trợ mới đã râm ran nhiều ngày nhưng chưa có ai xác nhận chính thức, và phải đến khi bản hợp đồng bom tấn với Phan Văn Đức được ký, mọi thứ mới dần sáng tỏ. Như hình ảnh ở buổi ký kết hợp đồng Phan Văn Đức đã thể hiện, Tập đoàn Tân Long sẽ là nhà tài trợ mới của Sông Lam Nghệ An. Mặc dù chưa chính thức công bố sự hợp tác, nhưng tập đoàn này đã sớm chi tiền để giữ chân trụ cột. Phan Văn Đức đã quyết định gia hạn hợp đồng với đội bóng quê nhà thêm 3 năm, tức là đến năm 2024. Chi tiết của bản hợp đồng này không được các bên liên quan tiết lộ. Tuy nhiên, theo những thông tin bên lề, giá trị của thỏa thuận không dưới 3,5 tỷ đồng mỗi năm. Và để giữ chân Phan Văn Đức trong 3 năm, Sông Lam Nghệ An sẽ phải bỏ ra khoảng 10,5 tỷ đồng. Đây được coi là con số kỷ lục với đội bóng xứ Nghệ, nhưng xứng đáng với năng lực và đóng góp của Phan Văn Đức. Cầu thủ này là trụ cột không thể thiếu của Sông Lam Nghệ An những năm qua và đang trên con đường trở thành tượng đài mới của sân Vinh. Việc giữ chân thành công Phan Văn Đức cũng là tiền đề để đội bóng xứ Nghệ đàm phán với những trụ cột khác như Văn Hoàng hay Xuân Mạnh. Những ai đã theo dõi Sông Lam Nghệ An nhiều năm có lẽ chưa quen với bản hợp đồng trị giá hàng chục tỷ của đội bóng xưa nay vẫn thuộc dạng nghèo khó nhất V-League. Trước khi giữ chân thành công Phan Văn Đức cũng chưa có một thông tin chính thức nào về nhà tài trợ mới của đội bóng xứ Nghệ. Và có lẽ tập đoàn Tân Long coi cú áp phe đầy ấn tượng này như một lời chào ra mắt gửi đến người hâm mộ Nghệ An. Sự hân hoan khi ngôi sao của đội bóng là Phan Văn Đức được gia hạn hợp đồng có thể cũng sẽ khiến cho nhiều người bớt đi những lăn tăn trước đó về nhà tài trợ mới của đội. Tân Long là một tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu nông sản khá nổi tiếng tại Việt Nam, với chủ tịch là ông Trương Sĩ Bá, một doanh nhân quê gốc Nghệ An. Mặc dù vậy, khi có thông tin Tân Long đầu tư vào Sông Lam Nghệ An, đã có nhiều luồng dư luận nghi ngờ về sự liên quan của tập đoàn này đến hệ sinh thái của Bầu Hiển. Theo đó, Tân Long là nhà tài trợ cho câu lạc bộ Hà Nội với thương hiệu được in trên áo đấu của đội bóng thủ đô. Ngoài ra, trong lĩnh vực nông nghiệp, doanh nghiệp này và tập đoàn T&T được coi là tuy hai mà một khi cùng nhau ký các hợp đồng xuất nhập khẩu lớn, điển hình là thương vụ nhập khẩu hơn 300.000 tấn hạt điều thô từ châu Phi. Ngoài ra, theo tìm hiểu của một số tờ báo trong nước thì Tân Long có nhiều khoản vay tại ngân hàng của Bầu Hiển là SHB, và điều đặc biệt là họ được phép khấu nợ bằng sản phẩm. Với những thông tin kiểu như vậy, cộng với chuyện một mất 10 ngờ đã xảy ra với bóng đá Việt Nam nhiều năm qua, thì thật khó trách người hâm mộ khi họ có gì đó trăn trở. Nhất là khi nhân vật chính lại là Bầu Hiển, người đã nổi tiếng với một hệ sinh thái bóng đá tại V-League. Từng ăn mừng chức vô địch với câu lạc bộ Hà Nội, SHB Đà Nẵng, từng xuống sân chỉ đạo câu lạc bộ Sài Gòn và từng trực tiếp thưởng tiền khi câu lạc bộ Quảng Nam lên ngôi ở V-League. Thì việc thêm một câu lạc bộ nữa vào hệ sinh thái, nếu có thì cũng không có gì là lạ. Sự băn khoăn còn nhiều hơn khi trong bộ máy lãnh đạo mới của câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An có sự góp mặt của cựu danh thủ Văn Sĩ Hùng. Từng nổi danh cùng với bóng đá xứ Nghệ khi còn thi đấu, nhưng ông Văn Sĩ Hùng lại nhiều năm gắn bó với Bầu Hiển trên các cương vị khác nhau. Cựu tuyển thủ sinh năm 1970 cũng chính là người sáng lập ra trung tâm đào tạo bóng đá T&T VSH, đối thủ của chính Sông Lam Nghệ An trong việc tuyển chọn các tài năng trẻ bóng đá xứ Nghệ. Và đây chính là nơi đã đào tạo ra những cầu thủ như Ngân Văn Đại, Trần Văn Kiên hay thủ môn Văn Hoàng. Trong gia đình họ Văn nổi tiếng, Văn Sĩ Hùng và người em Văn Sĩ Thủy có lẽ là thành công hơn cả với nghiệp bóng đá. Cả hai từng được gọi lên tuyển và từng góp công lớn trong chức vô địch của Sông Lam Nghệ An ở mùa giải V-League đầu tiên. Cho đến khi giải Nghệ, hai anh em vẫn gắn bó với nhau khi cùng khởi nghiệp xây dựng một trung tâm đào tạo bóng đá tại thị xã Cửa Lò năm 2005. Đây được coi là một bước đột phá ở thời điểm bấy giờ khi xứ Nghệ có thêm một địa chỉ đào tạo cầu thủ bên cạnh Sông Lam Nghệ An đã rất nổi tiếng. Cứ có cái ý tưởng xây dựng một cái trung tâm này ấy, thì là Văn Sĩ Thủy nhà mình thì có nói chuyện với mình và có một cái định hướng rằng anh em mình sẽ làm một cái trung tâm bóng đá. Thế thì cái ngày đấy nó khó khăn lắm. Để mà nuôi được khoảng độ 200 em thì rất khó khăn. Thế thì mỗi học sinh mà chúng tôi tuyển về đây thì gia đình người ta rất ủng hộ, người ta nộp tiền vào để ăn, để được các thầy ở đây huấn luyện thành cầu thủ. Đấy, chính những em Sầm Ngọc Đức và Ngân Văn Đại là những con người đấy của đầu tiên của trung tâm này. Thì Sông Lam luôn là số 1, là sự lựa chọn ưu tiên số 1. Nên là cái khó khăn của VT cũng là ở cái điểm này, phải cạnh tranh với lo Sông Lam. Bản thân trung tâm VSH thì khi tuyển sinh là khi nào Sông Lam tuyển sinh xong thì VSH mới được tuyển sinh. Cái đó là cái thua thiệt. Mặc dù vậy, sau 5 năm hoạt động, Văn Sĩ Hùng và Văn Sĩ Thủy đã gặp nhiều khó khăn do thiếu kinh phí và bế tắc trong đầu ra cho cầu thủ. Đã có lúc tưởng chừng phải giải tán, nhưng cuối cùng trung tâm đã được cứu bởi sự đầu tư của Bầu Hiển. Rất may mắn đấy là lúc đấy là gặp được anh Hiển, chủ tịch của T&T. Thế thì đấy là một người rất là đam mê bóng đá thì mọi người biết hết rồi. Thì anh ấy có nói với tôi là về và em làm lại cái trung tâm đấy đi, anh giúp em. Thế là một cái lòng đam mê đấy thì nó gặp với cái nhiệt huyết của mình nữa, thì mình cảm thấy nó hợp. Thế là tôi quay về và bắt đầu bắt tay với anh ấy để xây dựng lại trung tâm này. Cũng từ đây, trung tâm T&T VSH trở thành đơn vị tìm kiếm tài năng cầu thủ cho câu lạc bộ Hà Nội tại Nghệ An và các tỉnh lân cận. Đây cũng là nơi mà Ngân Văn Đại, Trần Văn Kiên hay Sầm Ngọc Đức và cả thủ môn Văn Hoàng từng được phát hiện và đào tạo. Đào tạo các em nhỏ khắp mọi nơi, không phải Nghệ An, ở đây có cả Hà Nội, có cả Thanh Hóa, có cả Hà Tĩnh. Có nghĩa là tất cả các em có năng khiếu chúng tôi đều nhận. Và chúng tôi sẽ đào tạo và nuôi dưỡng các em, nhưng các em có cái năng khiếu thực sự phát triển trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Ở đây cũng có đầy đủ tất cả điều kiện để đáp ứng được, để đào tạo được những cầu thủ tốt. Thì mình nghĩ rằng là ở đây mình có một cái thuận lợi rằng là mình được sự quan tâm rất là lớn. Cộng thêm một cái là ở đây mình kết hợp được các cái sự đam mê của huấn luyện viên và chúng tôi muốn hoàn thành cái ý nguyện đó. Không phải là người gốc Nghệ An, nhưng quãng thời gian dài gắn bó cùng với những thành tích đã giành được khiến nhiều người đang kỳ vọng vào sự có mặt của Văn Sĩ Hùng ở sân Vinh. Một người có nghề bóng đá lại hiểu Sông Lam Nghệ An có lẽ là phù hợp trong việc vực dậy đội bóng. Tuy nhiên, cái khó với cựu tuyển thủ 51 tuổi này có lẽ là việc đi tìm tiếng nói chung giữa truyền thống của bóng đá xứ Nghệ và những nét mới trong cách quản trị của doanh nghiệp tài trợ. Dù quá khứ có thế nào thì hy vọng là khi trở về với nơi đã gắn liền với tên tuổi của mình, cựu danh thủ Văn Sĩ Hùng sẽ biết cách để cân bằng mọi thứ vì sự phát triển của bóng đá Nghệ An. Những chuyện chúng tôi đề cập ở trên không phải để khẳng định hay quy kết điều gì, mà chỉ là một chút trăn trở với vùng đất giàu truyền thống bậc nhất của bóng đá Việt Nam trước cơ hội chuyển mình sau nhiều năm khốn khó. Mong rằng dù cho nhà tài trợ có là ai thì Sông Lam Nghệ An vẫn sẽ giữ được giá trị của mình, bởi một đội bóng tồn tại nhiều thập kỷ qua và chưa từng xuống hạng thì chắc chắn sẽ có chất riêng. Hy vọng doanh nghiệp đầu tư vào bóng đá xứ Nghệ hiểu được điều này để không làm mất đi giá trị mà Sông Lam Nghệ An đã gây dựng nhiều năm qua. Và quan trọng nhất là họ không đánh mất sự tin yêu của người hâm mộ Nghệ An. Hồi xưa người ta nghĩ rằng là buổi chiều một người đàn ông có phong lám thi đấu không vào sân Vĩnh trở thành là lạc lõng giữa cái cuộc sống của thành phố. Đúng là như một cái gọi của nó là một chảo lửa, lúc nào cũng cổ động viên cuồng nhiệt rất đông đảo và cuồng nhiệt cổ vũ luôn luôn ở bên đội bóng Việt Minh. Khán giả lúc nào cũng đến min nghị và người ta đến rất là sớm, 12 giờ người ta đã đi xe ô tô để đưa xe ô tô bít treo biểu tượng và người ta răng ngang, người ta đi xuống rầm rập, người ta có một cái khao khát về cái đội bóng con em xứ Nghệ thi đấu. Đó là cái chảo lửa thật. Đến thì rất bình thường, nhưng mà để ra về mà có 3 điểm thì rất là khó. Đấy là thì mới đặc biệt là có cái chảo lửa thôi. Sân Vinh thì đó là một cái chảo lửa. Những cái thời sự lửa của anh Hữu Thắng cùng anh Quang Trường thi đấu đây gần như là phải bậc thang để trèo vào, có khi sập khán đài. Đó là một chảo lửa thật sự. Vinh được khoác lên màu áo Sông Lam Nghệ An được thi đấu ở chính sân Vinh nữa. Đó là các điều tự hào hơn, đó là ước mơ trở thành từ nhỏ của mình đã trở thành từ nhỏ. cần thiết là người ta phá vỡ cả hàng rào, người ta lao vào, rồi là người ta chén vào để người ta xem. Lúc ấy có thể có phải dừng đến hàng chục phút, làm vạn hồi cái lượng khán giả đó, và sau đó mới tiếp tục trận đấu. Có rất nhiều khán giả là đi muộn một tí là không vào được, thậm chí là phải thuê thang, là trèo như là như ta xem là cảnh Thủy Ngữ hoặc là Tam Quốc ấy, người ta đánh Thanh ấy, người ta lao lên, người ta ấy vào trong hàng vạn người ngồi là chén lẫn nhau, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Tôi ra sân chào khán giả chuẩn bị thi đấu thì thấy rằng một biểu ngữ là Sông Lam Nghệ An, niềm hâm mộ của những người xá xứ. Khi đọc xong là tối lòng từ người cứng rắn, mà cùng khi đọc xong là cũng thấy cái gai ốc trong người hân nổi lên. Thì đó là những cái động lực để mình thi đấu. Luôn luôn phải bỏ trong tim mình trước khi ra sân. Vì các bạn đi đến đâu thì người hâm mộ người ta cũng luôn luôn đưa cái chảo lửa Thanh Vinh, không phải ở tại thánh địa Vinh đây mà người ta đưa có thể là sân Thủ Dầu Một, sân Đà Nẵng, sân Chi Lăng, rồi sân Hà Nội. Thì cái đấy các em phải tấn trọng và quý giá được cái chảo lửa Thanh Vinh, vì người hâm mộ đã đưa đến cho các em, đó là cái động lực chắc trước khi các em ra sân. Con người Nghệ An gắn liền với cái chất nắng gió và gió Lào. Trong con người, người ta có một cái tâm là nếu mà làm việc gì thì người ta làm đến cùng. Bản thân cầu thủ Sông Lam Nghệ An là thi đấu, nếu bỏ cái truyền thống mà đá quyết liệt thì dân là người ta mừng, phải thi đấu hết mình. Đó, làm cho dân người ta phải ưng, người ta phải tin, người ta phải yêu. Còn nếu có những biểu hiện mà tiêu cực là người ta bỏ về ngay. Thực tế là Sông Lam là khi thành lập cũng đã đưa ra một cái tiêu chí rất là rất mạnh mẽ, phải đúng bản chất của người xứ nghệ là khát khao chiến thắng nhưng mà cái mạnh mẽ trong thi đấu. Mà người ta bảo là gặp Sông Lam, bất cứ đội bóng nào mà gặp Sông Lam có thể rất ngại. Cái tinh thần cứ chiến đấu rồi, nhưng mà cái chất kỹ thuật đã đưa vào rất nhiều, và cái chiến thuật. Thực tế là Sông Lam là phá trộn một cái chất thép, và mặt tinh tế, mặt kỹ thuật, mặt trí tuệ. Mạnh mẽ mà có kỹ thuật ấy, là như Hữu Thắng này, như Văn Sỹ Sơn này, Quang Trường này, đấy là những cầu thủ thép. Vào đá là cái chất thép nó hút đất tất cả các cầu thủ. Nhưng có những thủ hào hoa không nhà mà rất kỹ thuật, mà rất trí tuệ như là Phan Thanh Tuấn hay là Văn Sĩ Hùng. Mà cái chất của Sông Lam chính là tinh thần chiến đấu.